Lâu lâu vào bếp làm nhiều món ngon cho các con. Đây là món sườn nướng ha, rồi là canh rau muống. Thì đây là cây tắc của mình nè cả nhà ơi. Mình trồng cây tắc, là cây tắc mà lúc mà chơi Tết á, xong rồi tháo cây tắc ra, rồi cắt hết tất cả những trái tắc mà người ta nói là trái tắc đã bỏ thuốc đi, cái trái tắc màu vàng á, mình bỏ hết đi. Sau đó mình cho thuốc kích rễ vào, rồi mình chôn đất, mình cho phân vào và mình trồng. Và cây tắc á, nó ưa nắng nha. Mình trồng hai cây tắc, một cây tắc ở trong bóng mát nó không có ra trái, nhưng mà cây tắc mà ở ngoài nắng nha, nó sẽ đơm hoa kết trái rất là thích. Còn đây là những trái ổi mà mẹ chồng mình cho này. Hôm nay mình thử cắt thử lỡ cái độ này mình thấy nó vàng rồi, mình không biết nó chín chưa đó, nhưng mà thật ra là ăn cái này nó vẫn chưa đủ độ bạn. Tức là cắt, sau khi cắt xong rồi thì mình sẽ lấy cái bao đó, mình sẽ đi bọc cái trái khác lại để bảo vệ chúng, để không bị con trùng hay con này kia ăn đó. Cắt xong là mình thấy là coi như là mấy con rệp trắng là nó bu vô trái ổi rồi đó. Và những trái này thì ăn nó đã có độ ngọt nha, tuy nhiên nó vẫn còn hơi chát một xíu, thì nếu mà nên để thì nên để cho nó bự hơn một chút nữa thì sẽ ngon hơn. Thì đây là cái mùa vụ đầu tiên mình thu hoạch, cho nên là mình những cái trái ổi nó nặng á thì nó cũng làm lủng lẳng cái cành, nhưng mà mình sợ là nó bị gãy cành nó sẽ hư cái trái ổi, nhưng không nha, trái ổi nó vẫn là cái cành mặc dù nó trĩu nhưng mà trái ổi nó vẫn to và vẫn chín đó. Tuy nhiên là ăn nó vẫn còn có độ hơi chát một xíu, nếu mà để to hơn một chút nữa thì sẽ ok đó. Và đi ra ngoài vườn mà cái cảm giác mà bà hái được